Chào SEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Toán Phát Triển và mình là Cô Eka. Hôm nay mình và các bạn cùng khám phá những quà tặng tiếp theo khi xem quanh bi phim Red từ Nhật nhé các bạn. Thì trên màn hình các bạn, đây là các quà tặng của khi xem quanh bi phim Red tại Nhật nhé các bạn. Hiện tại thì khi các bạn xem quanh bi phim Red tại Nhật thì sẽ có 11 đợt quà tặng thôi mà. 11 đợt quà tặng và hiện tại mình đang có trên tay là 4 đợt và mình đang mua về thêm 3 đợt nữa. Và tổng cộng hiện tại mình sẽ có 7 đợt ha, mình sẽ review cho các bạn và mình vẫn còn thiếu 4 đợt nữa ha. Đây là quà tặng đợt 8 nha các bạn, là bìa giới hạn ha. Khi các bạn xem phim tại Nhật, bìa giới hạn của Won 104 nha các bạn. Đây, đó, trên đây có hình của San Uta và Luffy nha các bạn. Bìa được cán bóng khá là xịn sò nha các bạn. Phía xa chúng ta sẽ thấy được là A và Sabo nha các bạn. Đây, bìa rất là xịn nha các bạn. Đây, rất là xịn ha, xịn chắc tay ha, nhưng mà giá khá là chát nha các bạn. Mình mua về tầm dao động từ 150 cho tới 250 nha các bạn, gồm phí vận chuyển ở Nhật và phí vận chuyển về Việt Nam nha các bạn. Đây, rồi mình mời các bạn cùng chung mượn. Các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ, ủng hộ giúp mình. Nếu video này sau một tuần đạt được 5.000 view, mình sẽ dành tặng cho các bạn như sau ha. Một cái bìa, đây bìa giới hạn, một cái bìa giới hạn. Rồi sau đó là 3 phần quà là các cuốn Uta xem phim tại Việt Nam nha các bạn, 4/4 nha các bạn. Rồi 2 cuốn là 4 tỷ ha, 2 cuốn 4 tỷ tiếng Việt hết các bạn. Tại vì các phần quà kia mình đã dành tặng cho video kia rồi, chúng ta sẽ có một bìa giới hạn nè, 3 cuốn Uta 4/4, 2 cuốn 4 tỷ và các phần quà liên quan tới tập 99, 100, 101 Lý Mị. Tổng cộng mình dành tặng 15 phần quà nha. Xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo.